Hello anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh Di động Hưởng Phúc của mình nha. Sáng hôm nay tiếp tục lô máy cũ điện thoại. Các kêu hết. Anh em ơi, người nào alo cho mình nha. Em đầu tiên sáng hôm nay là Oppo Neo 5. Máy còn nguyên zin luôn. Máy con này xài cũng còn ok, không đến nỗi. Oppo Neo 5. Kính cũng còn đẹp anh em. Đánh giá tầm 95-96% là thoải mái nha. Đó. Máy riêng nha anh em, màn hình 4,5 inch thôi, RAM 1 bộ nhớ 16, pin 2000. Máy nhỏ gọn đẹp. Chụp hình cũng còn rất là đẹp anh em, sắc nét. Camera cũng như wifi, anh em lên mạng xem phim là thoải mái luôn. Đó, rất là mạnh. Oppo Neo 5, tính em giá 7,5 inch, ship sạc chưa bao nha anh em. Giá 750.000. Một em Kunbat N3C còn hộp luôn anh em, cáp sạc đầy đủ ha. N3C máy ngoại hình này còn tầm 989, còn miễn dán luôn anh em, xài ok luôn. N3C con này thì màn hình nó 5.45, cấu hình thì thấp thôi, màn hình RAM 1 bộ nhớ 16, pin 2003, giá 850 nha anh em, 850 bao ship cho anh em luôn, kèm nguyên cái hộp đầy đủ cho anh em ha. Máy còn rất là đẹp. Tiếp theo là em Oppo Neo 7, hàng nội địa mình vẫn còn về tiếp mấy con nữa anh em. Anh em mua hàng này khỏi sợ cháy hàng, vẫn về. Máy này đang về, có lúc nào nó hết thì mình báo nha. Hàng nội địa, RAM 2, bộ nhớ 16, màn hình 5 inch, pin 2420, và giá ra đi của nó là 1,1 triệu nha anh em. Ship sạc bao nha, bao anh em ship sạc luôn. Màn hình chụp hình cực rõ luôn, con này đặc biệt chụp hình rất đẹp, mọi chức năng full zin cho anh em. Máy còn nguyên zin nha, con này chưa thay thế gì hết. Dòng này đáng lẽ ra thay gió nhưng mà nội địa nó còn rất là đẹp, không có thay luôn. Nói chung là sườn siết còn cắn cắn nhẹ nhẹ, còn đa số kính với lưng là đẹp. Nên mua về xài vẫn còn tốt. Xiaomi Redmi Note 2 nắp sao thay, kính thì đẹp càng. RAM 2 16, màn hình 5,5 inch, pin của nó là 3050. Ship sạc anh em tự chịu nha, giá 980.000. Đó. Máy màn hình 5,5 inch, xài rất là ok. Đó, camera rất nét luôn anh em. Ok nha, màn hình 5,5 inch nha, giá 980, ship sạc chưa bao. Z5 Pro hàng, vỏ xe cũng còn đẹp, kính đẹp keng, mấy nguyên zin. RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 5 inch, pin của nó là 3000. Và giá ra đi là 1,6 triệu nha, ship sạc chưa bao nha anh em. 1,6 triệu, còn nguyên zin luôn. Z5 Pro hàng, xài rất là sướng, còn này bán rất là nhiều rồi. Đó, ok luôn. A520 màu hồng phấn nhìn rất là ok, mấy con nguyên zin đẹp keng, mấy hàng một sim. Đó, mấy con này thì anh em xài rất là lành. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình của nó 5,2 inch, pin 3000, và giá ra đi là 1,850, bao ship cho anh em. Bao ship thì kèm theo là sạc rồi, bao ship kèm sạc 1,850. Sony XZ1 máy nguyên zin nguyên áp cho anh em. XZ1 màu xanh xanh nhạt nhạt, rất là dễ thương. RAM 4, bộ nhớ 364, màn hình 5,2 inch, máy Nhật nha anh em, pin của nó 2007, và giá ra đi là 2,150, bao ship. Nguyên tắc mua máy thì anh em biết rồi, cọc trước cho mình cặp 50.000 Viettel cho những máy dưới 2 triệu, và những máy trên 2 triệu thì anh em phải nhớ trước là cọc mình 100.000 Viettel nha. Xong rồi nhắn mình họ tên địa chỉ, còn với cái máy anh em muốn mua máy với màu gì, loại gì mình sẽ gửi nha anh em. Oppo F7 vuốt, máy nguyên zin, vỏ sao có trai thêm 5 tháng, lông mèo lông chuột có, kính thì đẹp keng, xước rất là nhẹ, kính là gần như là quá đẹp. F7 vuốt, RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình 6 inch, pin của nó là 3410, và bao ship cho anh em luôn, giá 2,350. 2,350, máy còn rất là chuẩn anh em, máy zin luôn. Giờ chỉ việc xài, con này thì cũng không có vấn đề gì trục trặc đâu. Đó, mọi chức năng là riêng cho anh em. Tiếp theo là một em Oppo F9 anh em, con này nắp sao mới thay này. Con này mình thay nó nắp thay dễ lắm em, cậy phát thay liền, không có gì hết ha. Nó cũ à, thay nắp. Màn hình thì còn nguyên cho anh em xài. Kính đẹp keng luôn, mọi chức năng full zin. Đó, chụp hình rất là nét. Oppo F9 đẹp keng như mới luôn. Màn hình của nó là 6 inch 3, RAM 4, 64, pin 3500, giá 2,850 nha anh em.
ship sạc bao cho anh em nha, 2850, máy đẹp keng sờ beng. Còn có một cái đó thôi. Tiếp theo là con iPhone 6s màu hồng 32GB. Máy thì nếp sâu có trời trời, nguyên zin nha anh em, con này zin. Sườn thì nhâm nhâm. Đó, có cái móp gì vậy. 32GB nên là giá ra đi của nó là cũng nhẹ nhàng cho anh em dễ chịu dễ thở thôi. Không có cao con này đâu. Pin của nó là còn bao nhiêu? Con này tình trạng pin trăm trăm anh em, pin này mình mới thay nha, mới keng luôn nha. Giá của nó là 2,5 triệu nha anh em, bao ship 2,5 triệu. G7 Pro màu gold, con này thay màn, mà thay màn đẹp nha anh em, xài ok luôn nha. Chức năng của nó chụp hình này còn rất là đẹp. G7 Pro RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5,5 inch và pin của nó là 3600. Giá ra đi 1850 nha anh em. 1850 cho một em máy G7 Pro. Hai sim. Đây, một cặp, một con màu xanh, một con màu hồng. Hồng gold. Đó, một cặp nha anh em. Giá thì đồng giá luôn, 1850 cho một em nó. Máy đẹp keng luôn. Nói chung có xuất sắc rất là nhẹ. Tiếp theo là một em con này con gì là HTC Nhật nha anh em, AU. Nhưng mà con này xài hai sim nha. Này rất là hay. HTC U11 Ring Cam, màn hình RAM 4 của những 64, màn hình 5,5 inch, pin của nó là 3100 nha anh em. Và giá ra đi là 2,8 triệu, bao ship kèm sạc cho anh em. Máy đẹp long lanh. Long lanh như ngọc trinh luôn. Không có trời luôn. Lung linh, và nó là lung linh đẹp lung linh. Đó, chụp hình anh em thấy đã. Con này chụp hình phải nó là bao nét luôn. Giá 2,8 triệu anh em. RAM 4 64. Tiếp theo là một em Samsung. Lục cái nắp ra cho anh em coi luôn. A30 nha anh em. Con này RAM 4 của 64. Máy nguyên zin đẹp keng sao em. RAM 4 64. A30. Màn hình 6,4 inch, pin 4000. Giá 3,1 triệu nha anh em. Bao ship kèm sạc cho anh em. 3,1 triệu. Máy rất là đẹp. Một em A50. Như bóc hộp luôn. A50 keng sao em như bóc hộp luôn. Đó. Kính lông mèo rất là nhẹ. Không chuột trong hai lông mèo đâu. Còn pin không? A50 RAM 4 bộ nhớ 64. Màn hình của nó là 6,4 inch. Pin 4000. Mới keng luôn. Giá ra đi của nó là 3550. Kính có vài cọng lông mèo nhẹ nhẹ. Lưng thì đẹp. Giá của nó là 3550 nha anh em. Rồi, để coi thử tiếp tục con này đây. À, đặc biệt có một con Note 8 góp vui cho chương trình sáng hôm nay. Samsung Note 8 bản Mỹ. Lưng có lông mèo, đó, y dài nha anh em. Quay rất là rõ cho anh em xem dễ. Máy nguyên zin, lưng có lông mèo. Đó. Máy này nói chung lưng này mà anh em dán keo lên này bao không thấy luôn. Rất là nhẹ. Kính thì đã dán cường lực nano. Đã dán cường lực nano full màn cho anh em. Đó, này nó hay lắm nha, đó, đúng này. Nguyên áp nha. Máy còn nguyên zin cho nguyên áp cho anh em nha. Màn hình không ám ố, không có một cái gì gọi là ám nhất hả nha anh em, màn hình cực đẹp. Không ám, không lưu. VIP Pro luôn. Note 8. Con này là Samsung Note 8 bản Mỹ. Màn hình 6,3 inch, RAM 6 bộ nhớ 64. Pin của nó là 3300 nha anh em. Màn hình AMOLED hiển thị rất là rõ và cái màn hình này cực mắt, anh em xài nhớ cẩn thận. Mình có kèm cho anh em bóp lưng luôn. Giờ anh em chỉ việc xài thôi. Có nhiều anh em rất thích cái máy này nên mình cũng sưu tầm được. Nguyên zin cho anh em luôn, giờ chỉ việc xài ha. Bao anh em xài nguyên hết. Giá ra đi là 4,750 nha anh em. 4,750 triệu. Bao ship cho anh em tận nhà. Sạc nhanh kèm theo luôn. 4,750. Vẫn còn một em Redmi Note 8 anh em. Xiaomi Redmi Note 8. RAM 4 64, màn hình 6,3, pin 4000. Full box. Có cáp sạc đầy đủ, có ốp lưng luôn. Đây, đầy đủ hết cho anh em. Như mới. Nói chung máy này mới chứ nhiều gì nữa. Mới luôn. Đó, màu đen rất là nam tính, đen huyền bí rất đẹp. Giá ra đi 3,4 triệu nha anh em. Quá rẻ, 3,4 triệu cho em Redmi Note 8 full box. Và mới về cho anh em là một em Reno 2F này, Oppo Reno 2F full box, đầy đủ chức năng keng sạc beng full,
cáp sạc tai nghe ốp lưng đầy đủ hết. Đây anh em, máy như này anh em có chơi được không? Đó, mới keng luôn, nói chung là như góc hộp sao nói vậy, nhưng mà bán cho anh em giá máy cũ thôi. Reno 2F RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6.5 inch, pin 4000, giá 5.5 triệu anh em, bao ship 5.5 triệu cho anh em nha, bao ship tận nhà. Đó, em Reno 2F và sạc dự phòng thì vẫn còn được vài cục, cái này thì vẫn còn nha anh em. Dung lượng 10.000, giá 159.000, sạc dự phòng 159k. Và nếu anh em nào thích Energizer thì vẫn còn sạc Energizer, mình về một cái thùng luôn anh em, dung lượng 10.000 luôn. Hàng đây thì nó cao hơn anh em, hàng thương hiệu đây thì nó dữ hơn, giá 320. Ship sạc anh em, ship anh em tự chịu nha, mình chưa bao ship đâu nha, giá 320.000. Clip này mình xin tạm dừng tại đây đi. Thân ái chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Những anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để đón những xem những clip mới nhất từ kênh của mình. Thân ái chào toàn thể anh em.